điên hát bay trên phố quân. Chiều lòng thua nhớ bước chân đào mà, chờ hè mùa thu bay trên trời không, còn ai nữa mê mong đời mình. Nỗi đau vui lắm kia kia người ơi, phố vẫn hoang vu từ lúc em đi. Rồi trong mùa gió biết ai vội về, bàn tay nào đưa em trong đàn vui bằng những tiếng chiên non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn mù mê rồi phai trên hàng mây, chờ khi mình nhớ về mong một tay mây. Chào Tiểu Hải, chào tất cả quý vị, chào Trung Nguyên, chào Việt Tư. Chào Bức Trần. How nice Sunday everybody. Chào Lê Tung. Chào Đạt Sư Phụ. Lời nào giang dối cũng xin qua rồi, để là ngày sau khi ta gặp nhau còn vui chúng em vui ngày đầu cho bạn nhớ tình nhau. Sunday, it's a holiday, right? We have to enjoy some music. Yes, thank you. Hello.
dần. Hello Tony. Bay những đêm vương trường cô cô đơn yêu quần từ trên chiến trường. Hello Trần Châu. Chào Tâm Hội. Đừng quên bao kỷ niệm ngày xưa khi đứa mình ngồi trên mái trường xinh đẹp như gấm hoa. Tình yêu em vẫn đợi cô chim non nước mình. Tiếng hẹn hò, tiếng nói cùng tiếng cười giờ ta ngủ luyến bên nhau. Đời trai phong sương vai gánh nặng, tình non sông bước chân miệt mài, trời cao đất là đừng buồn nhé. Tôi đã nói trong chuyến đèn đó, tôi đừng có để chữ là ngồi nị trong đây nha. Ngồi với nị trong đây là bắn bỏ, lấy cầm tám cầm hết. Không đứt yên cho người ta nghe những bài nhạc. Bỏ nhốt đầu hết. Ngươi mà làm cái gì? Ngươi là thành phần là đem cầm stop, cầm hết rồi đem vô trong kho đây, cất kỹ. Múc mắt chạy với nhám từng người cho sáng lên. Cùng tiếng cười vừa tao ngộ liên bên nhau, người trai phong sương vai gánh nặng, non sông bước chân miệt mài. Trời cao đất là muôn
chào bạn sức. Đâu hồn gõ cửa trời xôn ra mắt ngọc hoàng, những câu cười đi đâu mà lạc lối tình đời ái như dù trong thật buồn chai. Tạo bao bắt đầu lo âu, sai tề thì thế lo gì hai tiêu đào. Đâu lo âu sai tề thì phải lo đi hai tìm đàn. Hello Bình Phi. Anh này lên chiến đèn tôi làm vẻ tôi mang cầm số 8 mà tôi đưa quý vị vào hầm hết. Ok. Nên chủ nhật là chúng ta được quyền enjoy some music. Mời quý vị uống nước. Hãy
cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời, xin đem nguồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không ngủ. Lạy Chúa con là lứa tuổi học sinh. Kính chào quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng ta xin dâng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Francis hôm nay có 4 phần. Thứ nhất, cầu nguyện cho Đức Quốc Công Đạo Minh Quân sớm về lại đất nước và xây dựng đất nước bình an. Cầu nguyện cho dân tộc, xin lỗi, cầu nguyện cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thắng cử nhiệm kỳ 2 và quốc dân Hoa Kỳ được tội thành ý nguyện. Cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam được thoát khỏi tập đoàn cộng sản cai trị trên đường quay của dân tộc Việt Nam. Cầu nguyện cho đảng cộng sản sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy đấng tối cao thượng đế trời Phật và hồng thiên sông núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con,
xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ được quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo. Đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt mà thét cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị mới vừa cùng Francis cầu nguyện. Wow, cái anh công nhận ở nhà. Vào diễn đàn Francis là không bao giờ ngại ngừng vô áp đảo quá như thế này thì thiệt tình. Quá ơi là áp đảo, đúng không? Ok, don't worry, we fix it, ok? Of course we fix it. Yeah, mời quý vị nghe bài nhạc. Mình về thành phố đây rồi. Đấy. Chốn ăn chốn chơi là mặt mặt người cho bỏ gian lao này phép sống chơi dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao đi lính xa đến giặc từng giờ biết trăm lá thư để em nói cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kiến vài sương tóc lên đường hồn đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm này đường đã bao đêm chiến đấu mỗi miền anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em.
Kính chào ngày Chủ nhật bình an tất cả quý vị. Chúng ta trở lại đơn vị. Sao hôm nay quý vị khỏe không? Hy vọng chung quý vị rất là khỏe, đúng không? Và các anh hôm nay chưa bắt đầu gì hết mà các anh gần cả trăm người trong đây rồi. Ok, tôi biết các anh ở trong nước là rất là thích nghe cái sự thật. Mặc dù tiếng nói của Phan Xích thì chẳng có gì ở nước lo tai, đúng không? Nhưng mà cái ý nghĩa dẫn tại cái tin tức, wow, nó hấp dẫn đến mức độ mà các anh ở trong nước á, bây giờ các anh lười không còn xuống tới nhà người dân để kiểm tra nữa, quý vị cảm thấy là quái chị đậu quá rồi, đúng không? Bởi vì quý vị không có đủ quân sĩ nữa, quân sĩ mấy anh chỉ có đủ vua nhà công an của các anh để kiểm tra thôi. Trời ơi, cái câu chuyện mà hấp dẫn dễ sợ luôn. Tối nay vô mà vua ban đầu người ta không có hỏi là ông chồng mà nó hỏi bà vợ, ê bà, bữa nay cho tôi hỏi cái đồng chí của bà là ông có thức đêm không? Thì cái chuyện làm công an thì tối về người ta cũng có thức đêm, thức hôm, người ta làm việc riêng thì cái chuyện bình thường thì nói có chứ sao trả lời vấn vơ được, đúng không? Bà vợ nói có chứ, trời ông là cán bộ mà ông phải thức đêm, thức hôm, ông làm. Còn mẹ con tôi ngủ thì cái chuyện bình thường, nói sao ông hỏi câu hỏi gì mà kỳ quá vậy? Nói chúng tôi có cái lý do. Lý do gì? Bởi vì không phải là ông thức đêm thức hôm mà ông nghe điện thoại, ông nói chuyện là bà to bà nhỏ ở cái bà hàng xóm bên cạnh, không phải. Nhưng mà quan trọng nhất là ông đó, ông thức đêm ông theo dõi cái livestream của cái ông Francis đó, là chiến sĩ của đệ tâm Việt Nam của họ ở nước ngoài. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Trời ơi, nguy hiểm gì trời, tôi thỉnh thoảng cũng nghe. Thì ông có một phần là nói chuyện sự thật thôi, còn mình không nghe sự thật. Ngày tối từ ngày nào cho đến bây giờ các ông bao giờ có nói chuyện sự thật không? Các ông bao giờ nói chuyện sự thật không? Những cái gì mà ông hứa trong bản hiến pháp của Cộng sản, các ông có làm được phần trăm nào đâu đó. Trời ơi, tôi thỉnh thoảng bữa đó bình tình cười tôi nghe ông Francis nói, nếu mà cặp tập đoàn Cộng sản mà làm được chừng là 50% thôi, cha mà làm thì có được 50%. Làm được 50% trong những cái gì mà tập đoàn Cộng sản hứa trong hiến pháp á, là cũng tôi ở đây là Nam Mô A Di Đà Phật luôn, ăn chay luôn á. Nhưng mà các ông đâu có làm được đâu, vậy các ông là cũng bách xạo. Chứ cái ông đâu có sự thật gì đâu mà nghe, mà lại nói đâu thừa ông Francis ở nước ngoài ông mà dẫn tải thông tin không sự thật đồ bất lợi đồ, chắc làm như hiến pháp của xã hội chủ nghĩa là đàng hoàng lắm vậy, sự thật lắm vậy. Mấy ông bước vô nhà tôi ngay bây giờ đó nha, cái ông đi công an tao cái, đúng không? Cái ông không có cái bà hộ khẩu nhân khẩu gì chung quanh hàng xóm với ông tới đây, may là chồng tôi làm việc cùng cơ quan cái ông tôi mới biết, mà ông chứ còn nước không mà tôi lại chậu cái tôi đập chết ông một trận, tôi cho các ông lại như người giả dạng công an vô đây trong nhà tôi thì làm sao? Huống chi nhà tôi bây giờ đàn bà con gái ở đây, ông chồng tôi ông mới vừa ra ngoài đi công tác rồi, thấy không? Thấy các ông làm sai chưa? Vậy mà các ông để trong hiến pháp là nói là người không bốc lột người, trời ơi, người chưa bốc không người chứ không có lột, còn xíu nữa nó lột luôn chứ đừng có nói là không bốc lột, đúng không? Trời ơi, chén mấy ông chén chị đậu quá. Ê, đừng nghĩ cái anh bên kia là vua diễn đàn tôi áp đảo, tôi mới nói có hai hơi thôi mà cái anh lên gần cả 200 mạng trong đây. Điều này chắc là chết, từ chết đến bị thương, không? Cái anh hãy sự thật thì lúc đó là tôi sẽ là người đầu tiên đi rao hết cái thôn cái xóm này rằng là không nghe livestream của ông Francis nữa. Cái ông chỉ làm một phần nhỏ sự thật đi, trời ơi, làm ơn làm phước đó, tôi đi lạy luôn á, tôi lạy các ông làm ơn làm phước đi. Chứ các ông đừng có đâu cần thiết gì mà các ông tới nhà từng người như thế này, các ông điều tra rằng ông chồng của bà tao ông có thức đêm đồ, trời ơi, mấy ông hỏi câu hỏi vô duyên gì đâu, đúng không? Câu hỏi vô duyên thật sinh. Trời ơi, cái chuyện người ta thức đêm thức hôm kể người ta. Vậy mà cũng đi vô chuyến đề vô nhà người ta cái hỏi sao ông chồng qua đi thức đêm. Thật sự là tôi xin thưa quý vị là bởi vì ở trong nước người ta không muốn nghe cái nó livestream của Francis là có ảnh hưởng đến vợ con, đời chiến sĩ mà người thanh niên Việt Nam mà chấp nhận là siêu gió, phải không? Không muốn cái thứ gì ở ngoài xã hội có ảnh hưởng đến vợ con. Cho nên đấy, mấy anh đó mới thức khuya để theo dõi tin tức của Francis, coi thử cái độ mà dẫn tải tin tức nó sự thật đến 70% để người ta chi ước lượng được một cái tình hình của tập đoàn Cộng sản nó không còn bao nhiêu bước nữa để mà nó giải tan.
cái đó nào mà chờ hết vợ con ngủ rồi cái là người ta mở lên rồi đưa cái ống nghe vô lỗ tai nghe một mình để theo dõi vậy mà nó vô tới thì nhà nó điều khiển tội nghiệp. Bây giờ nó đâu còn đủ cán bộ chạy xuống người dân đâu, mà chỉ vừa đủ cán bộ tới nhà từng cán bộ của nó để theo dõi cán bộ của nó nghe được có nghe Francis này lên diễn thế không. Dạ thưa báo cáo luôn là có nghe hết các anh các chị, cứ việc nói thẳng là có nghe rõ. Tôi cho quý vị biết một ngày gần đây sẽ có một cái văn phòng đại diện để tam Việt Nam Cộng Hòa nằm bên cạnh của tòa đại sứ Hoa Kỳ ngay gần đây để cho quý vị ở trong nước, để cho quý vị để xem thử coi quý vị có chạy lên đường trời nào không, nhất là cái đám ganh tị viên của chúng tôi ở đây cái đám mà gọi là không phải ganh tị viên không mà gọi là hiệp sĩ ganh tị viên. Có đôi lúc mà tôi nói ganh tị viên không ở ngoài người ta nói ủa chả diễn đàn có ông Francis ta toàn là những người tào lao không là sao toàn là ganh tị viên không á. Cho nên mình cũng ngại câu đó chứ gì, cho nên mình nâng đỡ lên mình nói là các anh trong đây là hiệp sĩ không à, hiệp sĩ ganh tị viên đấy vậy đó, vậy đó cho người ta nói cho chả diễn đàn ông Francis ta toàn là hiệp sĩ không á nha. Tầng hiệp sĩ mà lại sao có cái chữ ganh tị viên ở trong đây là nghe hơi lạ. Vì thế mà tất cả trong diễn đàn của Francis hôm nay là sự thật. Các anh vua diễn đàn của tôi là các anh can đảm đó. Tôi cho các anh biết trước như vậy. Chứ không phải cái chữ hiệp sĩ tôi đặt ra vớ vẩn đâu. Đúng không? Không phải vớ vẩn đâu à. biết nước Việt Nam từ Ả Nam quan tới mũi Cà Mau biết bao nhiêu triệu người. Mà có bao nhiêu người can đảm không? Vậy các anh không hiệp sĩ là các anh là gì? Mặc dù các anh lên cũng là tỉ a mũi với tôi là chát là nói những câu Bùi Hiền rồi lên đây để chi? Để cho bạn mình bên cạnh nó cũng biết rằng mình cũng biết đánh chữ tiếng Việt chát là, nhưng mà cái ngữ vựng thì nó là quải chị đậu quá, đọc lên nó là lộn đầu lộn xuôi lộn ngược hết. Có người là đã là tiên nhường đó là đánh cốc sẻn múa nằm bị bà số mà chống thêm một điểm Việt nữa, ngủ luôn cho rồi chứ nằm gì đúng không, ngủ luôn chứ nằm gì, nằm là còn được à. Nằm mà còn si mê bà này ông nội cho nó ngủ luôn trời ơi trời khổ thế. Các anh ơi, các anh vô diễn đàn có em chia mà cái áp đảo là gần có 300 như vậy à. Rồi quý vị sẽ thấy Francis này ha, nhớ không có Francis thứ hai trên đời nữa ở tại Sài Gòn sắp sửa tới đây đâu nha, chỉ có một Francis này thôi nha. Quý vị hãy theo dõi chị kỹ nha, nó tìm đủ mọi cách là nó làm ra một Francis giả ở tại Sài Gòn nghe chưa, quý vị nên lưu ý cái điều đó. Quý vị hãy theo dõi cái cách thức cái con người của Francis có hết cái Francis giả ở Sài Gòn có nhiều lắm quý vị ơi, quý vị hãy cẩn thận chút xíu. Quý vị cái quan trọng nhất là kêu thằng Francis ở tại Sài Gòn kêu là ê anh là Francis thật phải không, vậy anh hít mũi tôi 50 cái xong rồi anh đọc cho tôi một bài khẩu quyền của môn phái Thiếu Lâm Trường Viện Tây Sơn Bình Định vậy đó anh đọc lên cho tôi, mà anh đọc mà dấp một cái là tôi tới là tôi dấp cho anh là mấy chiêu luôn đấy là cái cách thức để quý vị kiểm tra được ông Francis trong nước, trong Sài Gòn một ngày gần đây cái là thật hay giả. Còn nếu gặp ông Francis mà thật xui trời xuống ông biểu diễn thì gì chứ, mấy chục cái chắc là ông ăn thua vậy cả đúng không, vừa đi quen mà vừa đọc không biết luôn, không quan trọng hết. Xin phép quý vị để cho quý vị rằng tôi nói tình hình nó còn gần đến chừng nào, gần ghê, gần cập bến chừng nào, có nhiều chuyện xảy ra lắm, cho nên là chúng ta phải cần có đầy đủ cái kỹ thuật kỹ năng mà để bắt trời, bắt giặc, bắt cầm lấy cầm số 8 theo cầm bỏ trong tủ đóng khóa lại cho nó ở trong đó đúng không, ấy mới vậy mà chứ còn cái đâu phải là thời buổi này mà cầm súng cầm đạn đi về Việt Nam phải lắm, không quan trọng là cầm cái tư duy ở trong cái đầu nè về nước Việt Nam
chứ không phải là cầm súng cầm đạn. Trời ơi, súng đạn bây giờ nó không bóp cò, không có nổ nào. Súng đạn bây giờ nó bị súng nó mọt ăn hết rồi, đạn rồi nó bị nằm bị cái gì, bị phúc kỳ, bị ẩm ướt hết rồi, nó bóp nóng nổ đâu. Bây giờ mang cái tư duy, mang cái tư duy là trở về đấy mới gọi là một người quýnh bãi, ngàn người, một triệu, một triệu, vài triệu người, một người quýnh vài triệu người như thế đó. Thế nào mới gọi là một người quýnh mà có khả năng quýnh vài triệu người đây? Chỉ cần một người nào đó lột mặt tên Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình là không phải chỉ có một vài triệu người mà có thể gần tới 100 triệu người tan biến. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải là 100 triệu người mà đi theo hết Hồ Chí Minh đâu. Chỉ có là 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản và 6,4 triệu thanh niên Hồ Chí Minh, trên dưới là 12 triệu người, là có khả năng là xem Hồ Chí Minh là có thật. Còn tất cả người dân Việt Nam biết hết tất cả Hồ Chí Minh là con quỷ râu xanh ba xạo nằm tại Lăng Ba Đình. Cái xác thật của nó mang về Hà Nội, Bắc Kinh, nó chôn từ lâu rồi, tan ra khói, ra cỏ, ra hò, nó bắt teo rồi. Chỉ còn cái xác thật cao đó còn chôn tại Lăng Ba Đình đó. Cho nên tôi mới thưa quý vị, cái ba xạo nó chở cái hồn của tên Hồ Chí Minh, nếu mà xác thật mà bỏ trên chiếc xe nhà binh mà chở vòng vòng trong hốc núi đều, để chỉ để trốn máy bay Mỹ, sợ máy bay Mỹ thả bom nữa, mà để chở mấy ngày mấy đêm. Trời ơi, tôi nói một cái con cá thôi, hoặc là một cái con heo hay là một con gà gì quý vị nhổ lâm rồi quý vị để trong cái hộp nào quý vị mang đi quanh xóm nó chừng bữa hai bữa coi, con cá thúi ịnh luôn, không cần hai ba bữa, từ sáng đến chiều con cá cũng thúi ịnh. Cũng chi cái xét cái Hồ Chí Minh, trời ơi, nói chuyện mà chở quanh ở trong núi là mấy ngày trong đó để trốn máy bay lên. Trời ơi, cái mùi nó xông ra là thấy cũng đã nó nổ cái đùng rồi, đúng không? Nó cái mùi nó thôi, nó cũng là nó nổ cái đùng rồi, cho nó bắt xạo rồi. Cái biết tới ngày hôm nay ở ngoài Hà Nội cũng vẫn còn cái viện bảo tàng là để mấy chiếc xe nhà binh đó, thấy người ta tới người ta hỏi ôi chiếc xe này để dùng làm gì, nó để dùng chở cái hồn của bác Hồ đi chạy tị nạn khỏi giặc Mỹ tháo bom. Nói vậy là hồn của bác Hồ để lên chiếc xe này, nó chở vô trong núi trốn trong đó. Bác xạo thời buổi bây giờ là đó, mình nhà mình có cái tủ đá đó, bỏ đầy thịt cá trong đó mà tới nhiệt độ cũng phải là trừ từ 30 độ trở lên mà còn chưa có đảm bảo là nó chuyện chở cái hồn Hồ Chí Minh chạy vòng vòng trong đó. Bà xạo quá đi, bà xạo đúng mà tin. Nó làm bằng thịt cao, nó làm bằng thịt cao, bằng cái chất bộ kia thôi, đâu phải là bằng thịt thật đâu. Thì để lên đó đóng kịch, trời ơi, cái gì chứ, Hồ Chí Minh đóng kịch đẹp. Đến đầu mấy cái thước phim ngày hôm nay, biết tới bây giờ dân tộc Việt Nam cũng vẫn còn mơ nghĩ là trời ơi, bác Hồ công nhận nha, ông gần gũi với đồng bào làm sao, hỏi gần gũi bằng cách nào vậy em? Nó giả trợ bác Hồ xuống tát nước gạo dai, rồi xuống cút đất, rồi với đồng bào thế, nó gần gũi, trời ơi, bác Hồ kính yêu ghê. Tiên sư nó đóng biết bao nhiêu lần phim mới có được những cái thước phim để đến ngày hôm nay nó tuyên truyền cho chúng ta. Thiệt tình lỗ bịch. Francis này lên đây là tôi đấy ghen hết từng cái bức màn thật này đến tới bức màn thật kia đó. Cho nên là trong nước ngày hôm nay chưa hẳn chỉ có là 12 triệu đảng viên đoàn viên thanh niên của Hồ Chí Minh gộp lại là có khả năng còn mơ mơ hồ hồ về cái xác của Hồ Chí Minh hiện tại quen tại Lăng Ba Đình đó. Chứ còn là phần còn lại người ta nói ô cái thứ đó mà giàu có hay không thì cũng đạp dẹp nó đi, thứ đó là mang cái tai họa đó cho quốc dân Việt Nam thôi.
đã 45 năm trôi qua rồi mà đất nước tao nó sình lên sụp xuống, tao nói công an quân dân chú cha trời, nó quấn như là con chó ghẻ vậy đó. Đấy, để cho quốc dân miền Nam nó mở con mắt lên. Không tin tưởng ông Francis này nói, thì rồi một ngày kia nó xuống tới nhà quý vị, tới nhà công an luôn. Bây giờ tôi không nói người dân nữa nha, tôi để người dân qua bên, tôi nói công an nó sẽ xuống tới nhà công an, nó lưu đầu mấy cái con mẹ vợ vợ công an rồi đó. Nó ra nó quấn à, nó quấn nó nói cái tội của bà là à, cái gì à, củng cố nội lực cho chồng của bà, nghe livestream của Francis à. À, tội nghiệp à, anh Thành vừa rồi nói anh Francis dù anh có bận bao nhiêu anh cũng phải nhường lại cho Thành này à, là một ngày là bao nhiêu tiếng đồng hồ để theo dõi tin tức của Thành từ trong nước gửi ra. Bởi vì tập đoàn cộng sản bây giờ tôi mới giờ không biết nó là Tàu hay là nó Việt, người Việt nữa, không biết đó anh ơi. Trời đất ơi, anh ở trong nước mà anh cận kề, anh là người công an, anh là đại quý công an của cộng sản, bây giờ anh đã là bỏ chia tay chúng nó, anh trở về với lại cuộc sống của người dân rồi, thì anh phải nhận diện, anh phải biết, anh phải gỡ ra cho chúng tôi chứ. Đằng này anh nói gì, anh giống như anh hỏi lại chúng tôi là ở trong nước là cái đám công an bây giờ không biết nó là người Việt Nam hay là người Tàu gì đâu, mà thấy nó tàn bạo quá. Và dù lúc nào chúng tôi cũng cho ăn bánh, cái bánh vẽ hoặc là bắt chúng tôi phải đi nói láo nói xạo. Thấy chưa? Bây giờ anh Thành đúng không? Anh Francis, anh phải xe, chờ anh dùng cái chữ xe mà tôi nói anh đọc nghe thét nó có cái âm tiếng Mỹ trong đó mình nghe đã luôn á. À, nó cứ xe tiệt đâu anh xe ra dùng cho Thành. Bởi vì là tập đoàn cộng sản tôi nói nó kinh hồn quá. Bởi vì cái livestream của anh mà gần 30 công an ở trong nước bây giờ nó kết cho cái tội là lợi dụng chức quyền. Tôi nói ở trong nước làm gì từ xưa giờ, tôi nói có thằng nào mà không lợi dụng chức quyền, hỏi cái thằng Tô Lâm à, tôi gọi nó thằng xin lỗi nha quý vị, bởi vì nó nhỏ tuổi hơn tôi à, nó mặc cái áo chiến y tôi cũng áo chiến y, thấy không? Nó làm công tác có riêng nó, tôi làm công tác cho chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tôi gọi nó thằng bởi vì nó nhỏ tuổi hơn tôi. Nếu mà gặp ở trên đồng quê tôi có thể tao nhà nó, tôi nói ê mày Lâm, bữa nay mày rảnh mày đi nhậu với tao nha. Được quyền chứ, trời ơi, văn hóa Việt Nam những cái danh từ gọi là của thực khó biểu hàng ngày mà được quyền dùng cái danh từ đó chứ, có đó không? Cho nên á, cho dù tên Tô Lâm đi chăng nữa cũng chưa chắc mà để mà nói lên cái sự thật nữa, thấy không? Chứ đừng có nói rằng là cái anh lợi dụng chức quyền là làm hại nhân dân, bây giờ bắt các anh bị nhốt. Trời ơi, hỏi tên Tô Lâm nó có lợi dụng chức quyền không? Hỏi thử tên cán bộ nào ở trong nước mà không có lợi dụng chức quyền. À, rồi cuối cùng sao? Rồi tôi nó bắt vô từ thằng 1 cho đến thằng gần 30 à, bắt vô trong đó. Tiền đầu tôi đương nhiên ta nói cái việc phải thì tham, cái việc lột da cần phải thi hành. Các anh á, lúc trước bởi vì sao các anh ngạo mạn lắm à, các anh vô trong diễn đàn của tôi, các anh công an đó nha, công an mà bữa nay bị bắt á, vô trong diễn đàn của tôi là các anh khi dễ lắm. Trong mỗi tình huống tôi diễn thuyết đủ mọi cách để cho anh thấm nhuần được cái chân lý thiện mỹ cái như thế nào. Anh chê đến mức độ rồi anh cảm thấy rằng à, hằng ngày nghe ông Francis này diễn tả nó đúng quá, nó đúng giống như ngồi xã hội quá. Hỏi thử cái tên Hồ Chí Minh sự thật đó thì đâu có thể nào mà chở mà có thể không bị cái hồn nó nổ cái đùng ra khi mà chở lên quanh cả mấy ngày ở trong rừng núi. Còn nếu mà bác Hồ Chí Minh mà sự thật á, thì là người Việt Nam sự thật á, thì làm gì mà bác Hồ Chí Minh mà hạ lệnh mà mượn tới là 5.170 mấy cái lượng vàng của cái ông Trịnh Văn Bộ mà mấy mươi năm trời mà không trả. Nếu mà bác Hồ Chí Minh là người Việt thì bác Hồ Chí Minh phải ngã mặt mũi của quốc gia, phải trả người ta chứ. Cái này mượn luôn à. Trời, tao nói nó giống như cha con của tên Tào Tháo, không bằng. Cho nên người ta mới gọi nghỉ cộng là vậy. À, mượn đất là mượn, nó mượn luôn. Hôm nay là tập đoàn cộng sản Tàu. Thằng Hồ Chí Minh cũng là người Tàu mà. Quên đi chứ.
mới nói người Tàu nó làm đúng tiêu chí của Mao Trạch Đông, qua cướp nước Việt Nam xong rồi buộc quốc dân Việt Nam á là gọi, kêu gọi cái lòng gọi là hảo tâm của quốc dân Việt Nam gom vàng bạc lại để chi, để củng cố cái ngày vàng để mà lập lên cái ngân sách của quốc gia. Trời, nó nói những danh từ nghe mê lắm, trời mẹ người chết mê chết mệt đâu, gom vàng tao lấy cuốc vô đào hết cái lỗ dấu vàng này tới lỗ gì dấu vàng nó đưa tưởng đâu là nó mượn, mai mốt nó có rồi trả nhá. Tiên sư nó mượn xong rồi vô nó đào nó cốt nữa, nó mượn nữa không đưa nó hả, trời ơi nó thói ké tấu dẫn ra đường sau hè nó bắn bùm xong thấy. Cho nên họ vu họ nghe cái livestream của Francis là bởi vì diễn tả sự thật, cho nên các anh công an là nhìn thấy à rất là đúng, bởi vì anh Francis anh diễn tả các nghĩa từng giai đoạn một. Nếu là một quốc dân, một chính phủ, một chủ tịch nước thì cái vai vế và cái khuôn mặt của quốc gia nó quan trọng hơn là 5-7 ngàn lượng vàng kia chứ. Nhưng cái này mượn không à, đúng là nghĩ Tào Tháo thiệt. Và Hồ Chí Minh cũng là dân Tàu, cho nên thừa lệnh của Mao Trạch Đông làm những điều đó. Người mà biết những cái điều này là trong cái ban gọi là Lê Duẩn là người biết đầu tiên nhất. Và người mà biết toàn diện hết á là Tôn Đức Thắng. Hay chưa? Khi mà rảnh tôi sẽ kể chuyện tại sao Tôn Đức Thắng lại biết hết. Quý vị có nhớ một mùa hè đẹp trời nọ ở tại Hà Nội không? Khi mà cái cuộc chiến tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, tôi nói tập đoàn Cộng sản nó đưa vô 15 sĩ đoàn mà nó chết 7-8 sĩ đoàn, còn mấy sĩ đoàn Tào Lao chạy ra ngoài bưng biển nó ngồi đó mà thở dốc. Tao nói chết đến đảo mà người Mỹ mà nó không có gồm lại, nó chôn nổ nữa mà nó thả những cái hố bom gọi là bom công phá ra, tao nói những cái hố bom nó sâu thâm thẳm ở dưới giếng á, rồi lách xe ủi nguyên cái đám ủi xuống cái lỗ bom đó, rồi cái là chôn ở dưới đó nghè lên. Tại vì chết người nào mà cầm cái tay lên mà nó rơi ra đó thì cái thành phần đó đâu có mà chôn ngay ngắn được. Những cái thành phần nào mà họ may là còn mới vừa chết đâu 2-3 bữa thì ok chôn ngay ngắn được, còn cái thành phần mà tới thằng này tay chân rồi nó sắp sửa lìa ra rồi, tứ chi nó sắp sửa lìa mấy cái khớp xương rồi thì làm sao mà bỡ được, cho sự ủi xuống những cái hố bom đó để mà chôn hết tất cả. Cho nên xin thưa quý vị, khi mà nhà báo hỏi Tôn Đức Thắng, dạ thưa bác, tình hình cuộc tấn công Tết Mậu Thân của cách mạng chúng ta thất bại nặng quá, chết nhiều quá, mà tại sao lại là đề nghị nhà báo phải là viết đăng lên là chiến thắng là sao? Trời, Tôn Đức Thắng quay lại, cứ phải đăng là chiến thắng. Có những cái không thật mà cũng phải thật và có lợi kia mà. Wow! Trời ơi! Nghe thấy mà vào quải luôn. Có cái không thật mà thật mà còn có lợi kia mà. Trời ơi! Cái câu này, Thánh Francis này nhất định không bao giờ để quên câu đó. Có nghĩa là sao? Tôn Đức Thắng lớn hơn Hồ Chí Minh tới 2 tuổi. Và Tôn Đức Thắng biết được tên Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Cho nên mới có câu không thật mà nó lại biến thành thật mà có lợi kia mà. Cho nên hôm nay Francis lại khó những cái khúc này. Bởi vì lâu lâu Francis tôi nói mệt lắm á nha quý vị. Đào sâu cuốc bẩm mới có những cái tin tức mà tuyệt chiêu như thế này. Mà trong quốc sử Việt Nam quý vị làm gì biết, có khả năng nhất là những cái ông mà viết sử tôi nói tâm tư yếu hèn lắm. Trời nó yếu hèn đến mức độ mà khó mà diễn tả được, phải không? Cho nên là tôi đôi lúc mà cũng phải nhắc lại lịch sử ở bên Tàu ngày xưa là có cái ông vua đó, ông tàn ác dễ sợ, ông giết cha giết anh để ông đoạt ngôi, nhưng mà khi mà thấy bình rồi cái ông nói mời các vị sử gia tao viết lại lịch sử, cái sử gia viết tao cái thời kỳ của ông, nói là ông vua này giết cha giết con để đoạt ngôi, trời ông rút cúng chiến ra chết phật. Rất một cái đầu tao cái ông sử gia thứ hai tao viết cũng là tao cái ngày tháng này, cái này nói ông vua này là giết cha giết anh được cái chiếm ngôi, ông rút kiếm ra quất pop rồi tao nó chém tao nguyên cái người thứ năm luôn. Tao người thứ sáu cũng viết lịch sử viết hết tao cái ngày tháng này, cái nói ông vua này giết cha giết anh để đoạt ngôi, ông nói thôi được rồi nha, ngươi cứ viết đi. Thấy không? Cho nên lịch sử không thể nào mà bé công ngồi bút được. Nhất định các vị
quý viết sử là phải có đủ can đảm, chứ đừng có yêu hèn giống như lịch sử của Việt Nam ngày hôm nay. Tao này tao tên Bào Chuốc, tao tên Hồ Chí Minh, nó là tên Hán Nô, vậy em cái Bào Chuốc đưa nó vô là làm cha già dân tộc rồi, cái này tiên sư đó thiệt tình đó mấy ông, trong trong diễn đàn của tôi trời mẹ ơi. Hả? Diễn đàn có em nhỏ lắm mấy anh ơi, mấy anh đừng có mua trong đây nó đông gì mà nó đông 400-500 ở trong đây thiệt tình. Diễn đàn có em nó nổi lên cái đùng là làm sao hả, mấy anh đừng có dở chơi mà đi chủ nhật các anh ở trong nước rảnh quá đúng không, các anh dám là diễn đàn của em các anh áp đảo em như thế này à, dạ thiệt tình lỡ. Cho nên như vậy chuyện này lịch sử các anh không có thể nào mà cũng công ngồi bút, mà phải có một sự can đảm lên giống như các sĩ gia bên Tàu vừa rồi tôi đã kể gì đó. Cho nên là khi Tôn Đức Thắng mà nhận diện được tên Hồ Chí Minh là tên người Tàu, cho nên ông mới nói cứ việc đăng lên dầu Tết Mậu Thân là cuộc chiến tổng tấn công thất bại cũng phải đăng lên là chiến thắng. Những cái tình huống mà nó không thật kia mà còn mà bỗng nhiên mà phải làm cho nó có thật và nó còn có lợi nữa. Bởi vì Tôn Đức Thắng biết là tên Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, và mọi người chấp nhận sự thật là cứ nói rằng là người Việt Nam rồi là tất cả đều có lợi. Bởi vì Tôn Đức Thắng lúc đó cô đơn lắm quý vị chưa bao giờ biết, Tôn Đức Thắng ngày lúc đó là cô đơn lắm. Cho nên chấp nhận những cái không thành có, mà cái lý thuyết của Francis nói gì, cái chỗ không có thứ gì mà không không xuất phát từ cái điểm không mà ra. Nhớ điều đó nha, đó là lý thuyết của Francis. Tập đoàn Cộng sản nó chôm đường khúc như vậy mà nó chiến thắng được ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới là cái chỗ đó. Đó không? Chứ quý vị đừng có nói không tức là không có gì. No. Đừng có nói không mà không có gì nha. chết quý vị rồi. Mời quý vị uống nước đi. Xin phép. Cho nên xin trả lại. Các anh công an. Các anh theo dõi cái sự thật của Francis. Rồi họ kết vua, họ kết cái tội rằng là các anh công an kia, gần 30 anh công an kia là bữa nay cũng có cấp tá nữa nha. Lúc trước là anh Thành, anh Tú, anh Hưng, anh Mường đồ, các anh là chỉ có cấp quý thôi, bây giờ đã lên tới cấp tá, trong đó là mai mốt có cấp tướng nữa. Mai mốt có cấp tướng nữa. Quý vị làm gì làm, hãy nhường tên Tô Lâm lại cho tôi, bởi vì chúng tôi có liên lạc rồi, không? Bởi vì là chúng tôi chưa có nói hết lời. Cho nên cái chuyện mà có phải là lính của Francis bảo vệ tên Tô Lâm hay không, đó là chúng tôi chưa có nói hết lời, cho nên chưa có ngã ngũ gì đâu. Nhưng mà at least các quý vị hãy để tên Tô Lâm cho bên quân cảnh chịu trách nhiệm, ok? Đó. Cho nên ngày hôm nay nó dán cho cái tàu các anh đó rằng là lợi dụng chức quyền, ô mê cái chức quyền của cộng sản, tôi nói nó không lợi dụng thì ngày hôm nay nó đâu có sống đâu, nó lên chức vụ để chi, nó lợi dụng chức vụ đó, nó hà hiếp, nó đánh đập quốc dân Việt Nam, mà lúc trước giờ nó đâu có nói là kết tội là gọi là lợi dụng chức quyền đâu, trời chi có ngày hôm nay mà nó kết tội, công nhận nó kết cái tội đó nghe cũng hay, lợi dụng chức quyền làm gì mà mới lạ, thay vì nó nói cái tội của các anh đó là cái tội để đi nghe livestream của ông Francis. Đó là cái tội to lắm. Nhưng mà nó đâu dám nói đâu. Nó đâu dám nhắc đến tên Francis đâu. Không bao giờ dám. Never dám. Đúng không? Cho nên nó khép vô cái tội là cái anh là lợi dụng chức quyền mua ma bán ma tí. Trời đất ơi. Tôi nói thiệt là khổ. Cho nên cái anh Thành. Tại nó nói, trời ơi, anh Francis, anh share ra dùm cái chuyện này, chứ không phải là để lâu thôi, tất cả các anh em của tôi bị nó bắt, nó nhốt, nó hành hạ đủ thứ chuyện. Trời ơi, có bữa hôm nọ mà tôi bận quá, phải không? Tôi bận quá mà ráng coi cái có cái anh kia ở trong đồn công an kéo ra, anh ở trần mà anh nằm dài ở trên vỉa hè, nói trời ơi, nó vô trong nó quấn tôi như thế này, nó quấn tôi như thế nọ, tôi nói trời ơi, cái tướng anh tôi thấy còn ngon đẹp trai mà ấy, còn ngon lắm, rối rối người ha, không mặc dù lúc đó không biết ăn chưa, mới là thấy nó lòi xương sườn ra, nhưng mà cỡ anh đó mà bay sông phi lên đáp bập vô một cái là nghẹo cái đầu cái thằng công an cái liền chứ. Trời ơi, có những lúc mà Francis hãy từng chia sẻ, nếu mà tình huống mà không có đặng đừng là hãy lựa ngay cái thằng to nhất ngay lúc đó
là mình vớt nó liền, bởi vì mình còn khỏe, biết không? Đừng có đợi mà nó dập mình thành mềm giống cái cọng bún rồi lúc đó mình cự quậy đâu có được đâu. Thấy tình hình không được đó là nan giải lắm, là bắt đầu là mình đè cái thằng mà lớn nhất mà oai hùng nhất nữa đó, quánh, đừng có quánh ở trời quánh xuống, đầu quánh ở trời quánh xuống đó. Nó đỡ hết. Giả dụ nó quánh mình một cái nè, mình giả đầu mình ôm bụng nó, trời đau quá cho tôi, trời ơi, mình lụi vô tao cái chân của cái thằng mà to nhất đó, rồi mình ôm hai cái chân, con người mà ôm hai cái chân tự nhiên nó ngã quỵ xuống à. Nó ngã quỵ xuống à. Lúc đó là quay trở lại là bẻ cái chân nó gãy cái rốp, là mấy thằng ở bên cạnh kia rồi nó chạy. Gãy chân thì không có đến đổi gì mà đem mình đi tử hình cái đó, không? Đương nhiên là mình phải chấp nhận một cái vài cái thế kế tiếp. Nhưng mà gãy chân giờ người ta vẫn còn sống, bởi vì ra ồ mình nói là tôi tức quá, đau quá, tôi chịu không nổi rồi, tôi cứ ôm mà tôi giật xuống dưới đó, tôi không biết tại sao mà tôi mạnh dữ vậy, cứ nói như thế. Trời ơi, rồi là Việt Nam Cộng Hòa trở về nước những ngày gần đây nhất có thể là anh được quyền rời khỏi, quanh quanh liệt liệt ra khỏi cái nhà tù đó. Đó là tôi chỉ những cái chiêu thức mà các anh không có tránh né được, thử hãy chơi cái trò đó. Chứ còn các anh đứng mà công công tay nhẹ thế này là không được. Cứ ôm, nhào vô ôm, quấn dưới bộ hòa, quấn lên một phát rồi nó gục. Thằng lớn mà gục xuống, cái thằng kia, mấy cái thằng nhỏ lo tìm đường chạy ha. Nhưng mà cái anh phải nên nhớ ra chặn cửa liền, đừng cho nó chạy. Mình nói cái anh còn lại, cái anh hãy ngồi xuống, cái anh hãy ngồi xuống đường hòa ha, gọi điện thoại cho cảnh sát, gọi là hàng cao cấp của anh thêm nữa là tới đây, và đồng thời gọi thêm một chiếc xe cứu thương, đơn giản như thế. Tôi không có động đến anh, mà các anh động tôi phải động trước. Đó là chiêu thức. Địch thủ bất động thì mình bất động, địch thủ động thì ta động trước. Đấy, vậy đó mới được, mới xử sự tình huống trong cái chỗ mà bất đẳng đường. Cho nên là tất cả các anh em ở trong nước là các anh, chúng tôi ở ngoài nước ngoài là làm việc để gì? Để cứu quốc dân. Mà các anh giàu là công an cấp bậc nào chẳng nữa, các anh cũng là quốc dân Việt Nam, có đúng không? Để tâm Việt Nam Cộng Hòa, hiến pháp có ghi rất rõ: Việt cộng, bỏ cộng, còn Việt, Việt không giết Việt. Đơn giản như thế, rõ như ban ngày. Vậy mà các anh còn mập mờ để trễ nải cho đến tháng ngày hôm nay, biết bao nhiêu cái sự mà tai ương xảy ra đến các anh, nhất là những cái con người mà là lưỡng nan, không cũng tiến thì không tiến, mình lui thì cũng không lui. Những cái con người đó tao nói hại lắm, thà rằng các anh tiến hoặc là các anh đừng, chứ còn mà chập chờn tao nói đi tới cái ngã rẽ mà chập chờn một chân thì bước vào bên đây, chân biết bước vào bên đây thét là cái hén tách ra như thế này hả. Trong chân lý kinh thánh có để lại câu mà chúng ta là muôn đời không bao giờ quên đó. Nói cái ông mà khi mà Chúa nói hai tên là Sapphira với lại Niradios rằng Chúa đề nghị thôi về bán hết tài sản đi để theo ta, hai anh đó về bán tài sản mà bán có nửa, còn đứa nói chà mình để nửa này lại đuổi ở phong trào của Chúa thất bại thì mình về còn có chỗ nương thân. Hai anh đó bán có nửa còn nửa rồi, nhưng mà cũng tao cũng đi theo Chúa hỏi oh man, cái anh á là theo tôi một nửa, còn nửa cái anh theo quỷ sứ. Mấy anh kia vuốt mặt nói trời ơi kiểu này chát à. Đó, quý vị đừng có cái sự mà lưỡng nan, cái kiểu giống như ở trong kinh thánh tôi mới vừa kể đó nha quý vị. Trời ơi, quý vị chơi, quý vị và diễn đàn ra tôi đợi 500 mấy người, trời má lờ má. Đúng không? Cho nên nó thà rằng quý vị đừng bao giờ bước vô Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là đừng bao giờ nghĩ theo dõi livestream của Francis. Một khi theo dõi, một khi đã quyết định cho đời mình một bước tiến đầy quanh quanh liệt liệt, có ý nghĩa cho cái trách nhiệm của một người Việt Nam của chúng ta, thì hãy bước vô. Bước vô diễn đàn Francis, chấp nhận nghiêm chỉnh nghe hết những gì Francis đã chia sẻ và vận tải đến các cô bác và anh chị em. Còn nếu không, đừng bao giờ vô. Bởi vì chúng tôi không chấp nhận những con người mà có hai ý tưởng cùng một lượt, giống như trong kinh thánh tôi mới vừa kể. Những con người đó chán lắm. Tôi nói các vị Bồ Tát xuống địa đàn mà đi điểm đạo mà gặp những con người hai ba cái lý tưởng nó kỳ. Thà rằng anh rất là ác, giết người là ác rồi chứ gì. Nhưng mà các vị Bồ Tát nói không quan trọng đâu. Dầu các anh có là, bởi vì chúng tôi là được hạ giới để đi điểm đạo các anh.
Thì cái anh có ép như thế nào đi chăng nữa là không quan trọng, chỉ sợ nhất là gì, bà nói con người đó không có cái điểm gì hết, không có cái điểm gì tự để mà điểm đạo hết. Cái đó mới là quan trọng, mới là làm cái khó khăn cho các vị Bồ Tát. Cho nên các anh các chị ở trong nước đừng có bao giờ mà đi mà có ý nghĩa mà hai đèn cái kiểu đó, thôi kẹt lắm. Gặp Francis này là Francis này đẻn đi một chân, chỉ còn một chân, chọn một con đường. À, thà rằng là mình đi chân què hơn là lý tưởng què. Lý tưởng què hoặc là quải chỉ đạo, giống như ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi nói ở trong giới đàn tôi 500-600 người trong đây, chưa hẳn 500-600 người ở trong đây là chống tôi hết đâu. Cái đó không? Đâu có phải đâu. Huống chi ở trong nước đã có là trên dưới 12 triệu đảng viên và đoàn viên Đoàn Thanh niên Việt Nam đang réo rất nghe Francis hàng ngày hàng giờ. Chờ Francis này bữa nào mà lên trễ một cái là các anh đó là khó chịu lắm mà. Cho nên nó không phải chấm hết đâu. Chừng nào mà tất cả là ở trên chiến đàn tôi là có 12 triệu ấy, lúc đó mình mới nói chà, kỳ này thật sự đảng viên Đảng Cộng sản nó chống mình thật hay sao hả? Còn ở đây các anh đi chứ có 5-6 triệu, 5-6 ngàn ở trong đây thì đâu có hẳn kết tội rằng cả đảng viên Cộng sản ở trong nước, công an ở trong nước cũng đi chống tôi đâu. Đấy không? Cho nên là xin thưa tất cả các anh em, chúng ta trong cái bình diện là để đem lại cái sự thái bình cho quốc dân Việt Nam những ngày tháng gần đây nhất, khi mà tình hình của Mỹ nó đến tới cái giờ gọi là báo hiệu huy hoàng thì nước Việt Nam cũng dần đà theo đó. Đơn giản như thế đó. Một ngày gần đây, quý vị sẽ nhìn thấy Francis có mặt tại Sài Gòn. Văn phòng thường trực sẽ văn phòng thay mặt cho văn phòng thường trực của Chánh phủ Đại tâm Việt Nam Cộng hòa ở tại Cali sẽ có mặt tại Sài Gòn. Cho quý vị thấy như thế đó, để cho quý vị không còn nghi ngờ ngờ gì nữa, đúng không? Tôi nói quý vị quá chị đâu lắm, mấy đợt trước tôi nghi ngờ, tôi tìm cách nghi chắc chắn, nghi thiết là tự nhiên nghe đúng quá. Trời ơi, sao mà ông nói cái gì mà ông ở Túc Bình Na Uy mà tại sao cái gì ở bên nước Việt Nam mà ông biết hết tất cả như vậy? Ông này là ai? Trời ơi, lúc trước tôi nói đặt cho tôi mấy triệu câu hỏi luôn. Ông là ai mà cái gì ở trong nước ông cũng biết. Tôi nói trời ơi, tôi cũng đâu có ba đầu sáu tay gì đâu mà tôi biết đâu. Mấy ông ở trong nước, mấy ông ra đi tìm nẻ như chúng tôi, mấy ông cho chúng tôi biết chứ làm gì chúng tôi biết. Đúng không? Làm gì chúng tôi biết ở trong đó. Trời ơi, bên Hồ Chí Minh là nó hà hiếp bà Nông Thị Xuân, bà Nguyễn Thị Minh Khai bằng cách nào, cũng làm gì mà tôi đi đêm đi túc vô trong cái nhà có tên Hồ Chí Minh mà tôi bắt gặp ở trong đó đâu. Bởi vì cái câu chuyện cụ Nguyễn Đình Quỳnh là thư ký riêng của Hồ Chí Minh, có hôm hoặc có một buổi chiều ông đi về, thường nhất là ông ngủ ở trong đó đó. Nhưng có hôm ông đi về thì ông ra, ông đi về trên cái đường đi về thì gặp ông Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàng. Ông Trần Quốc Hoàng nói: "Ủa, cụ bên đây sao không ở trong đó dưới bác mà cụ đi về vậy?" Cụ Nguyễn Đình Quỳnh nói: "Trời, bên đây có chị Năm Thị Xuân vô trong đó hộ lý dưới bác rồi thì thôi tôi đi về." Trời ơi, cái câu này bỗng nhiên nó lọt ra nước ngồi. Chứ hỏi thử lúc đó làm sao Francis nào mà biết được cái chuyện đó hả? Làm sao Francis này biết được chuyện đó? Đấy, những cái câu chuyện mà đối đáp như thế đó, trời ơi, tôi nói nó phải chị đâu. Và cái chữ là ác ôn, quý vị biết cái chữ ác ôn nó từ đâu có? Khi lúc mà tập đoàn Cộng sản nó truyền tiền, nó nói là tết một phần anh em bộ đội miền Bắc cái gì vô trong đó là nắm chính quyền thôi à, nhân dân trong miền Nam giải phóng đất nước hết rồi. Nó nói thật hả? Trời, nó đùng đùng, tôi nói nó xẻ rừng Trường Sơn ché đêm ra ngày, nó buông ba nó chạy về tới một thân vua tới cố đô Huế. Trời ơi, vua trong tới đó không thấy người nào mà đứng lên cúp chính quyền hết. Trời ơi, mình vô mình thấy nhà nào đường số quán anh cho nó vô gõ cửa nhà từng người nó lâu ra, người dân có, người cán bộ của Việt Nam Cộng hòa có, nó lâu ra nó hỏi: "Ủa, tại sao vậy?
ở ngoài miền Bắc người ta nói là các ông năm chính quyền, bây giờ chúng tôi vua chỉ là năm chính quyền các vị đã giải phóng hết rồi mà tại sao chúng tôi vua hết trung đoàn này trung đoàn biệt lập nọ bị cộng sản xin lỗi bị lính Mỹ Ngụy nó bắn chết hết rồi. Mấy người dân Huế riêu riêu lắc đầu. Mà nó trói lại, trời ơi, nó trói lại từng cục là từ cái cục nào mà nhỏ nhất là 50 người, rồi nhiều nhất là mấy trăm người, nó dẫn đi, nó đào cái hố thật là sâu, nó nói thứ ác ôn, trời ơi, nó đập, nó bắn, rồi nó bắn, nó sợ tốt cái viên đạn của nó, mà nó lấy cái lưỡi xuống, trời nó đập đầu tôi, nó chết. Sau này người ta đào lên, tôi nói 100 người một hố, 200-300 người một hố, tôi nói tàn bạo của chiến đạo, mà nó trói bằng dây kiếm gai, chứ đâu phải bằng dây dù gì đâu. Thấy cái chữ ác ôn từ đó cho nên nó là tập đoàn cộng sản nó dùng cái danh từ ác ôn mà nó dùng mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến tới ngày hôm nay nó vẫn còn dùng cái chữ ác ôn bởi vì nó bạch xạo. Nó vô là nó nghĩ rằng người dân ở Huế là đứng lên cúp chính quyền rồi họ chỉ vô họ làm việc thôi đấy, có cái chữ ác ôn đó là một ha. Ok. Quý vị có nhớ cái khăn rằng không? Khăn rằng mà của cái đám mà cộng nô ở trong miền Nam hay tròn cái khăn rằng đó. Từ ô vuông khăn rằng. Của cái bà Nguyễn Thị Định đó. Nghe, bà Nguyễn Thị Định, chứ không phải Nguyễn Thị Bình nha. Nguyễn Thị Định. Ok. Cái bà đó, ngày xưa là lúc mà Pháp nó qua, trời bắt cũng là hăng say đi hoạt động, hăng say ở trong bưng biển không mà. Tối nay nó hãm hiếp, nó hà hiếp tôi rồi. Đàn ông mà quý vị nên nhớ đàn cái con sinh vật mà sinh vật giống giống đực á thì nó phải có cái một cái chúa tể riêng của nó. Bốn phần đó là gì? Lai sanh hết mọi vấn đề trên quả địa cầu. Thì cái anh mấy anh cộng sản kia mà thời đó không chưa gọi là cộng sản, gọi là Việt Minh, mà thời trước gọi là chi đê, biết cách là đi đánh Pháp thôi chứ chưa có nói là Việt Minh quốc gia cộng sản gì cả. Trời ơi, chị Nguyễn Thị Định vô trong đó làm chốc làm phách là nói chúng ta kỳ này là phải là quyết tâm rồi đánh mọi ban rồi cho nó chúng ta rồi không có ngăn cách người giàu người nghèo cả, cái gì cũng chung chung hết, tao ngủ chung rồi tao nó chết mà bây giờ chị Nguyễn Thị Định banh ta lông luôn. Từ đó có cái khăn rằng, cái khăn rằng kỷ niệm đó, chứ không phải là khăn rằng ở đâu mà của thứ nào mà nó ban cho là cũng của cái chị Nguyễn Thị Định đó, đó làm hộ lý nghĩa vụ vất tê đó. Thấy chưa? Để cho để tôi kể những cái này, tao nói mấy anh ở trong nước nói trời công nhận ông ở nước ngoài xem cái gì ông rành hết, trời đất ơi. Quý vị đừng có giỡn chơi, đừng có nói chơi vô diễn đàn Francis là tên 1000 đi cho nó nổ cái đùng ha. Mình nói là 1, 2, 3 cái gửi 1000 cái nhắn tin vô cho cái Facebook ông nổ cái đùng lên. Đừng có giỡn chơi cái đó nha anh chị em. Anh chị em dẫu sao cũng nãy nương tay một chút xíu để tôi dẫn tải tin tức cho sự thật cho anh chị em. Còn nó không là một ngày kia. Bởi vì tin tức của Francis đó là câu trả lời cho những câu hỏi để vào, xin vào, thi vào quốc tịch đệ tam Việt Nam Hòa. Đừng có liệu hồn nha. Rồi một ngày kia quý vị là chạy đi, đi đào, đi sớ, đi tìm lại từng cái livestream một. Bữa nay livestream đến đổi là 2000 mấy trăm cái rồi, xin lỗi, 200 mấy chục cái rồi, nghe chưa? Lúc đó mà ngồi đó mà nặng ốc ra. Bởi vì Francis thì dẫn tải toàn là những cái từ chốt của câu trả lời thi vào để tam Việt Nam Cộng Hòa không đó nha. Đừng bây giờ là chê khi dễ rồi một ngày nào đó là vô cùng kính nể, vô cùng kinh nhạc và kính nể, có đúng không? Cho nên đó là cái danh từ gọi là làm nghĩa vụ hộ lý quốc tế là có từ cái chỗ đó đó. Trời đất ơi, tao mới kể cái chỗ này thì nó quải kinh khiếp lắm. Rồi sau này nó biến lại cái đường hầm Củ Chi. Nó nói rằng đường hầm Củ Chi dài có khả năng là thôn liền thôn, xã liền xã. Ở dưới đó là tao mới cách mạng, ở dưới đó là trên mặt đất là lính Mỹ, lính Việt Nam Cộng Hòa. Dầu có ở có tiểu đoàn, hai tiểu đoàn cũng không bao giờ biết. Ở dưới đó là có một cái đường hầm nó dài mà đường hầm, ở dưới đường hầm và ở dưới đường hầm đó, hầm từng tầng ở dưới đó, trời ơi, nghe tao nó kể giống như cái thành phố đêm vậy đó, trời ơi, nghe nó hấp dẫn lắm. Tiên sĩ cha nó
có cái anh mà chỉ huy, cái anh chỉ huy chứ không phải là Francis này tài ba cán gì mà đi lên trên đường Hầm Củ Chi đó, cái anh chỉ huy trưởng anh nói công nhận ở trên đời này không có cái báo nào nó nói láo cho bằng cái báo đảng của cộng sản. Tôi là người chỉ huy đào cái đó, mà có cái vụ nào mà thôn liền thôn xã liền xã đâu, thôn liền thì có chứ còn thôn liền xã không bao giờ có. Hỏi thử cái đường hầm bí mật thì phải cái lỗ mà chui xuống nó cũng phải chọc tương tự giống như là hôm nay chúng ta nhìn thấy nó quay phim vậy đó. Rồi là hỏi thử như thế đó, một con người mà người ở phương Tây nó chờ cái kích cỡ thứ ba của nó hơi quá độ, cái làm sao nó chui xuống cái lỗ đó được. Vậy mà nó tìm đủ một cách mà nó nén nén con ta, nó dụ con ta xuống đó để lấy tiền. Thì hỏi thử một người đã chui xuống đó đã mệt mỏi khó khăn rồi, hỏi thử cái thằng bị thương làm sao mà chuyền xuống dưới đó. Đừng có nói giả dụ nó là bị thương sức cái móng tay đâu á, thì ok bồng nó dìu xuống dưới đó được á, mà nó gãy cha nó cái chân hay nó gãy cái lưng đồ vậy thì làm cách nào mà cuộn tròn tròn nó bỏ xuống dưới thành trái banh á, rồi là nằm cho nó giãn ra trở lại để mà băng bó nó, có đúng không? Húng chi xin kêu quý vị ngày hôm nay quý vị đã nhìn thấy đường hầm Củ Chi, quý vị xuống dưới quý vị cảm thấy mát mẻ không muốn ngọt, bởi vì ngày hôm nay sau khi cộng sản nó cúp xong chính quyền ngày 30 tháng 4 năm 1975 rồi nó xuống đó nó lấy máy nó đào nó làm nó đặt ống dưỡng hơ thầu lỗ thông hơ nó làm đầy đủ ngon lành lắm. Nó làm để chi? Để nó thu tiền, nó xạo ông vua Hồ Ron của tôi cũng có xuống dưới đó một lần, còn xíu ông chết ngợp ở dưới đó luôn. Còn trong cái thời chiến tranh thì làm gì mà nó có được cái lỗ ngách này lỗ ngách nọ để thông hơi đâu, trời ơi nó nói nó bả xạo, tao nói chỉ cần là tiểu đội lính nó đóng ở trên thôi, ở dưới đó tao nói giả dụ có hộp đại khái có chừng 10 người đi, có chừng 10 người mà chung xuống dưới cái hầm Củ Chi trong cái thời chiến này là ở dưới đó chết ngộp thôi đó, chứ đừng có nói là khiêng bệnh đồ xuống dưới đó rồi có nhà thương băng bó đồ chục cha anh em ở dưới đó hàng tiểu đồn rồi thế này thế nọ, trời ơi rồi có gà có vịt đồ ở dưới đó cha, có nhà cầu đồ, nhà cầu cho tắm đồ, có nước đồ, trời ơi thiệt tình nữa nha. Lố lố đừng xạo xạo thì vừa thôi. Chứ đừng có mà xạo quá gì cái kiểu này thì nó xin lỗi quý vị. Nó xin lỗi, trong diễn đàn tôi gần có 600-700 người trong đây, mình xin lỗi trước mình nói nha. Giả dụ có anh chàng nào bữa đó mà có cái chị nào á, cái chị nào mà gặp ngày kinh kỳ á, mà xuống giả dụ mà ở dưới hai bữa mà không tắm, đàn ông mà hai bữa một bữa thôi không tắm là cũng đã rồi. Mọc đồ bắt đầu nó muốn mọc ra rồi, mọc ra khắp nơi rồi. Đàn ông đó chứ đừng có nói đàn bà. Đàn ông mà sáng chiều không tắm ngày hôm sau nó bắt đầu đi ngang là thúi luôn rồi, nó xin lỗi quý vị. Đừng có nói xin gì đó xin nó nằm mấy chốc mà ngồi trong cái chỗ chặt hẹp mà đau sợ quá đánh râm ra một cái thôi rồi nó nằm ở dưới đó rồi thôi đi cho em lên trên mặt đất em đầu hàng ở số ở dưới đây chịu đựng cái mùi này, trời ơi mấy ngày trời mình vẫn còn có cái mùi đó thì thôi từ chết đến bị thương. Francis này kể chuyện có logic không quý vị, rất là logic đúng không, chứ đâu có bác sĩ chắc chắn. Tôi nói cái anh chỉ huy trưởng đào cái hầm Củ Chi trong thời chiến, khi mà anh nghe tin anh nghe tin ở trong báo đảng sau này cũng là đem cái chuyện hầm Củ Chi ra mà líu lo ở trên báo đảng. Tôi nói khi anh đọc được á, anh tấu hỏa luôn, anh nói trời ơi không ngờ là cái tập đoàn cộng sản này nó không biết nhục là cái gì luôn á, mà nó xạo mà cũng ăn khách, trời ơi nó xạo đến một đồng dân Việt Nam ngày nay nói bữa nay ngày lễ là hỏi ngày lễ lễ chứ mà mày sắp xếp đi đâu, trời đi lên Củ Chi, Củ Chi để làm gì. Xin lỗi cầu xin đừng mình đọc ngược hai chữ Củ Chi ra kẹo quá, đọc ngược hai chữ Củ Chi là phiền lắm đó quý vị. Thôi lên Củ Chi để làm gì, để coi đường hầm trời đó. Ôi, đường hầm có gì đâu mà mày coi, trời đó nó bả xạo mà mày cũng đòi rủ tao đi coi thằng liêu ha,
Mà trời ơi, xạo đâu mà sao tao thấy trong phim ảnh. Trời ơi, trong phim ảnh thôi chứ làm gì có thật ngồi đâu. Thiệt tình sao mày nó ngây thơ quá đi. Thôi, mày vô đây tao đãi cho mày ly cà phê coi bộ mày còn hên á, chứ mày giả lên trên đó tao nói mày lủi đầu vô nó lấy tiền của mày mà biết cái nhục. Nó lấy tiền của mày mà nó còn chửi mày nó đồ ngu. Tao xạo mày, tao xạo đi, tao lấy tiền tụi mày mà tụi mày cũng ngu. Đấy, thấy không? Francis này có cái tài gì lên tới Củ Chi đâu? Không. Bởi vì cái ông chỉ huy trưởng mà ra lệnh đào là chỉ người lãnh đạo đào được hầm Củ Chi đó. Nó đào mỗi một gia đình, nhà nào ngày trong thời chiến tranh đều có cái hầm để chi núp đạn. Có nghĩa là cái nhà của Francis cũng đào được 4 mét. À, đào dài 4 mét. Để nhà đông anh em mà đào 4 mét. À, để chi? Để hàng đêm Francis này xuống dưới đó ngủ và học. Ngủ phải thắng trắng. Trời ơi, hồi nhỏ mà được cưng lắm mà. À, lúc mà 4-5 tuổi, trời ơi, được cưng lắm. À, chiều là xuống cái hầm đó, nằm rồi cái đọc sách, học rồi cái đèn chai dầu lu lu như thế này. Học tờ y tờ là tờ y ti rồi đại khái như vậy đó. À, ngồi xuống đó mà 10 mét. Rồi nhà anh A bên kia cũng là đào được 8 mét. Nhà anh C dưới kia đào được 7 mét. Tao nói nó báo lên báo đẻ nó nói nhà Francis 10 mét là cộng thêm nhà bên kia là 8 mét là 18 mét. Cộng bên kia 6 mét nữa là được 24 mét. Châu ơi, bắt đầu được 24 mét. Tiên sư cha nó cộng cái kiểu đó, nó đưa lên báo đẻ nó nói rằng là khu vực nhà Francis là có được 14 cái được chiều dài 14 mét đường hầm bí mật. Tiên sư bữa nay Francis lên kể chuyện cái sự thật, quý vị nghe thấy quả chạy đậu không? Quý vị quá là quả chạy đậu đó không? Nó kết nối nhà kia một vài mét, nhà nọ một vài mét mà nó làm bài tới nhân ở đâu á. À, công nhận nó làm bài tới cộng hay thiệt. Nó cộng ở đâu thành ra một cái chỗ ấy, đường hầm Củ Chi dài từ Củ Chi mà dài xuống tới gần tới Dinh Độc Lập luôn. Nằm ở dưới lòng đất dài tụt luôn cái dưới. Oh, chịu đời luôn. Đúng không? Trời ơi, chưa nói chưa gì hết mà hết giờ mà quý vị đông quá đi, quý vị làm tôi khóc. Ok, uống nước tét nha quý vị. Cho nên xin gửi lời cảm ơn các anh công an ở trong nước. Các anh sự thật là trở về với chính nghĩa quốc gia. Mà chúng tôi là người hành pháp một ngày gần đây tệ xóa. Thì cái công trạng của các anh đó, cái đó là cái công trạng của các anh đó nha. À, các anh tôi sẽ trình lên cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc của Chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng hòa xin để các anh giữ nguyên cái chức vụ của các anh. Nên nhớ điều đó. Đó, chúng tôi sẽ làm đơn xin. Còn cái chuyện mà Chính phủ Đệ tam Việt Nam, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc giải quyết như thế nào, đó là tôi chưa biết và phải đòi hỏi những cái báo cáo của Francis tiếp tục lên Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc những ngày tháng sau đây, và cộng thêm cái sự nỗ lực của các anh nữa. Thì chức vụ công an của anh cấp bậc là thiếu tá đại úy các anh giữ nguyên, mặc dù ngày hôm nay các anh đã tuyên bố trước quốc dân là các anh đã là bỏ đảng, bỏ chức vụ công an, bỏ quần áo công an, các anh đem ra chợ trời, các anh đã đốt, các anh có quay phim Francis này, có chụp hình trở lại, có đầy đủ. Đó là những cái bằng chứng. Các anh dù có tuyên bố bỏ, nhưng mà để tâm Việt Nam của họ vẫn phục chức lại cho các anh. Đơn giản. Ấy mới gọi là việc cộng, bỏ cộng còn việc, việc không giết việc là cái chỗ đó. À, để tâm Việt Nam của họ nói hết tất cả những gì mà ở trong cái hiến pháp, ở trong cái hiến pháp của Đệ tam Việt Nam Cộng hòa ở trong đây à, có ghi rất rõ. Chứ không phải như tập đoàn cộng sản ghi hỏi thử tập đoàn cộng sản à, nó có khả năng nó làm được 50% những gì mà nó đã ghi trong hiến pháp của tập đoàn cộng sản chưa? Chưa bao giờ, có đúng không? Tôi nói có những cái mà tôi nói đúng là một cái đám ngu nó lãnh đạo. Tôi xin phép tôi nói câu này đúng chứ không phải sai. Tại vì cái tên Lê Dũng khi mà hợp tác hóa hợp tác xã hóa tất
cả những tài sản của quốc dân miền Nam Việt Nam để mà làm hợp tác xã vua xã hội chủ nghĩa gì đó, nghĩa là dồn hết dân của tài sản của quốc dân lại thành một là người ta chỉ tới đó làm rồi tính điểm công rồi lãnh sản phẩm thôi. Gọi tên Lê Dũng nghĩ rằng là đâm tay hay làm, theo cái câu ngạn ngữ của cha ông mình nói đâm tay hay làm, tức là gồm hết tài sản rồi bất động sản lại thành một rồi người ta tới đó người ta làm. Nhưng mà nào có đâu có được đâu, cái chỗ mà đông tay hay làm nó nằm trong một khía cạnh khác mà để khi rảnh nữa tôi sẽ chia sẻ. Còn ở đây nguyên cả cái đất nước này, tài sản như thế đó mà các anh gồm lại, cái anh nghĩ rằng đó là giống như một bà vợ vậy, một cô thiếu nữ vậy, có biết bao nhiêu ông đàn ông tới. Có thằng nào nó chịu là mua hột sò, nó chịu mấy quần áo đẹp, nó chẳng chịu mà dẫn cái bà đó đi tắm đâu. Nó nói đâu phải cô riêng nó đâu, có thằng A, B kia nữa mà, có đúng không? Cho nên nó cái chuyện hợp tác xã bắt đầu nó lùi. Đến mức độ mà Lê Dũng ta nói sau này nguyên cái đám tà lột của nó nói, ô mình đã làm hết rồi mà, làm ngày rồi tranh thủ làm đêm, nó tại sao cứ thất bại, lỗ là sao? Chắc lẽ là đảng cộng sản nằm ở trong nước lỗ của Đức Khổng Tử hay sao? Đúng không? Cho nên nó chạy đi cầu cứu, đi đánh trong khua mỏ rằng các anh em Việt Nam Cộng Hòa cứu chúng tôi. Đây là một lần thứ hai nữa nha. Đây là lần thứ nhất. Lần thứ hai là các bà mẹ Việt Nam anh hùng của Cộng sản cũng kêu gọi Việt Nam Cộng Hòa ơi cứu tôi. Đó là lần thứ hai. Hả chưa? Cho nên tập đoàn Cộng sản sau này là gọi hai lần nhờ Việt Nam Cộng Hòa cứu tôi. Thứ nhất là tên Lê Dũng chạy vô với Việt Nam Cộng Hòa cứu tôi là chạy đi tìm được. May là ông mà là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Quán của thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. May ông còn lại, ông chạy chưa kịp mà ông kẹt lại vua cầu cứu. Vua tên Lê Dũng quyên cái đám lâu la vua cầu cứu. Chào ngài, chúng tôi làm hết tất cả rồi, tại sao nó thất bại vậy, ngài có cao kiến gì không? Ông cụ thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Xuân Quán nói vào mời cái anh ngồi xuống đây ha. Cái anh kia ríu ríu ngồi, cái anh phải báo cáo hết rõ tình hình tại sao thất bại, thì lúc đó tôi biết đâu mà chúng tôi lần. Anh kia nói trời, chúng tôi gồm hết tài sản bất động sản của người dân lại thành một rồi, chúng tôi là kêu quốc dân Việt Nam tới cùng tay đồng tay hay làm, mà tại sao chúng tôi làm thất bại hết. Anh Phó Thủ tướng kia nhìn thấy lắc đầu. Các anh ơi, cái chuyện mà lãnh đạo đất nước sau khi chiến tranh nó không giống như trong thời chiến tranh đâu. Trong thời chiến tranh tao nói cái thằng đi chăn trâu nó cũng bắn được giặc nữa mà. Nhưng mà khi mà hết chiến tranh rồi, cái chỗ đó, cái khúc đó cho đi, nó mới là vô cùng quan trọng, là cái chỗ đó. Thấy không? Chứ đừng dùng những con người mà biết cầm súng trong thời chiến tranh nghĩ rằng cũng biết cầm viết trong cái thời hòa bình hay sao. Anh nhớ nhé, trong thời chiến tranh anh được quyền là ở trần, anh cầm súng anh đánh giặc. Nhưng hết chiến tranh là anh phải cần mặc quần áo, anh phải biết thắt cà la vát nữa. Chứ đừng có mỗi lần thắt cà la vát phải nhờ thằng An về, ê mày thắt gì mấy cà la vát cho tao, cái coi trời ơi, khó chịu quá. Vô gặp ông Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Quán là ông khó quá. Anh phải biết mặc cà la vát, anh phải biết mặc áo Weston để chỉ ngồi nói chuyện với người ta. Chứ trong cái thời chiến anh không cần mặc quần áo gì. Và ở trần ở trù gì chỉ cần là biết có khả năng là bóp súng, bóp cò, quay cái nòng súng tới là địch thủ là đủ rồi, đúng không? Cho nên ở trong hai cái thể diện nó khác nhau. Đừng có gồm nghĩ rằng người nào tôi có công đánh Mỹ cứu nước thì giờ tôi có công lãnh đạo tiên sư. Cái thành phần mà đánh Mỹ cứu nước bây giờ ở Mỹ nó hết rồi, cho nên cái thành phần nó phải cho về dơ và để thành phần khác lại lên. Thì bây giờ các anh vào nhà tôi thì các anh đề nghị tôi muốn nhờ tôi cái gì? Các anh khai báo rõ từng nét một nha. Thì anh Lê Dũng cái chợ nói, tôi cần quan trọng nhất là cái cao kiến nhất của ông cụ, gọi là cụ thủ tướng Việt Nam, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, cho chúng tôi cao kiến làm cách nào lãnh đạo đất nước mà làm nền kinh tế cho nó sáng sủa lên. Dẫu sao chúng ta cũng là dân tộc Việt Nam. Trời ơi, khổ quá trời đầu cái chỗ đó. Trời ơi, thì cái ông kia tuy rằng là khó chịu phải không? Tại vì sao?
cũng cho rằng là chúng tôi là nguyện thế này nguyện thế nọ, các anh cho chúng tôi là nguyện thế này nguyện thế nọ, giờ ngày hôm nay các anh là cách mạng, là người nào tấu u mà vua là cầu nguyện cái người nguyện này nguyện nọ giúp đỡ. Lê Dũng hứa ok, chúng em sẽ từ đây trở đi sẽ không gọi bằng nguyện nữa, cho nó mất đi cái danh từ nguyện từ cái lúc đó đó, nghe chưa. Ở đây những cái danh từ mà quý vị nghe trong lỗ tai mà xuất phát từ điểm nào Francis cũng kể rồi, và nó là bắt đầu tiêu diệt cái danh từ nào cũng xuất phát từ điểm nào rồi, cái đúng không. Alo. Rồi ông cụ thủ tướng, cụ phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa nói được rồi, cái anh hãy về khoán trắng hết tất cả tài sản của quốc dân mà anh ta thu trước kia, rồi hãy để quốc dân họ tự canh tác, họ tự tranh đua canh tác, thi công thi đua canh tác, rồi giữa hòa hoa màu thu hoạch đó, rồi chúng ta đánh thế đơn giản hơn. Trời ơi, vợ riêng cá nhân của mình, người yêu cá nhân của mình sẽ tắm rửa sạch sẽ cho ăn mặc đẹp, dầu có là Chanel rồi hộp xoàn, đóng từng lon mới là cài từ ngón chân của nàng lên tới cái đầu tóc của nàng chứ. Thế mà người yêu của mình mà thằng nào cũng có phần ở trong đó thì thằng nào xin lỗi mà dẫn đi tắm ngon trắng nào muốn dẫn đi tắm nữa. Đúng không quý vị? Cho nên là quốc dân người nào cũng đều là cố gắng sản xuất. Tôi nói lúc đó là nền kinh tế bắt đầu nó bừng lên bập bùng, tôi nói giống như là lửa cháy rồi ha. Đấy, cho nên vua Hành Chung Việt Nam Cộng Hòa có hai lần được tập đoàn cộng sản cái phe chiến thắng kêu gọi cầu cứu. Đó, nó sẽ kể như vậy cho quý vị nghe, cho quý vị biết rằng đó là wow, công nhận ông ở tốt luôn, ở đâu bên kia bờ Tây Dương mà ông biết hết tất cả những gì thâm cung bí sử tại trong nước mà mình người dân trong đây là ông biết được cái gì, nó khổ thiệt. Mấy anh còn dám còn gọi nghỉ này nghỉ nọ. Một ngày kia chúng tôi là làm cái cây kẹo để cái chữ nghỉ để xem thử quý vị có ăn không nha. Tôi sẽ làm một cái bánh thật là to, tôi để cái chữ ngụy ở trên đó để xem thử các vị có ăn không. Chứ không phải ngày hôm nay quý vị nó trời ơi sao Trung Nghĩa nó ngon lắm, nó đã lắm, nó là chân thật, nó là thiện thẩm mỹ, rồi trong thiện mỹ chứ không phải thẩm mỹ. Nó là trong thiện mỹ, nó là gọi là chiêu thức trống sơn à. Xã hội chủ nghĩa là không có cái nước nào hơn nữa, nước xã hội chủ nghĩa. Tao nói nó làm cái tivi mà nó nướng con gà con vịt ở trong đó mình ở ngồi cũng nghe thon nữa, trời ơi thông minh như thế đó. Xã hội chủ nghĩa là núi liền núi, sông liền sông. Tao nói không cần ban đêm mà không cần là đóng cửa giả ra ngủ thoải mái, không có ai bóc lột người. Tao nó chỉ lộ qua bên trong thôi, nó đâu có lộ bên ngoài đâu thấy. Cho nên nó là xã hội chủ nghĩa đâu được mấy ngày ở trên mặt báo thôi chứ chưa có thực hành được ở ngoài xã hội nữa khác. Rồi cái chất lượng ở đâu bây giờ còn ở trên cái danh từ gọi là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập tự do hạnh phúc cái gì đó, nhưng mà chưa bao giờ trên thế giới công nhận cái nước xã hội chủ nghĩa gì cả. Quý vị có hỏi thử Liên Hợp Quốc Âu Châu hoặc là bên Mỹ đâu có mấy cái chính khách đó mà đi qua nước Việt Nam mà có đề câu cánh cửa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, anh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chúng em qua nước anh thăm viếng chơi có không? Có. Nếu quý vị mà có được cái câu mà nước ngồi mà ta ghi là xã hội chủ nghĩa rõ là gửi lên cho Francis nha, để chi Francis này sẽ bấm nút cho để tâm Việt Nam họ biến mất tiêu luôn. Đánh cá đó nha, trời ơi mặt mũi lắm Francis này đánh cá như thế đó. Coi thấy con thì quý vị bữa hôm trước tôi có đề nghị như vậy, tôi nói có cái anh chàng kìa, anh dùng 3 ngày 3 đêm anh lên trên mạng tôi anh đào anh bớ tất cả, anh đi hỏi thăm tất cả các vị mà gọi là máu mặt ở trong nước, nói có tờ giấy giống như là tên Francis này, nó nói tức quá mình phải có, mình gửi lên trên đó để cho nó tự bấm nút để tâm Việt Nam còn hồi biến mất ra được. Chờ anh 3 ngày anh gửi lên trên cái diễn đàn tôi nó ngập trời cái diễn đàn của tôi luôn, mà trong đó tôi ráng tôi đọc tôi đọc hết, không có cái câu nào mà để là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính gửi nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà thủ tướng Nguyễn Phúc hay là tổng bí thư Lê Dũng phai hay là gì đó Nguyễn Phú Trọng cả mà người ta đề chúng tôi sẽ đến tới nước Việt Nam hỏi kính gửi thủ tướng của nước Việt Nam. Tới đó là hết, nên nhớ tới đó là hết, chứ không bao giờ có cái gọi là xã hội chủ nghĩa Việt Nam gì cả.
Nên nhớ điều đó. Cho dù quốc hậu bù nhìn tập đồng con sẽ ngày hôm nay, hay là cho dù làm ăn là về vấn đề là hàng không hay là nhà băng rồi gì đó, cũng không bao giờ có cái chữ sao chúng ấy. Bởi vì sao? Bởi vì tổng thống Donald Trump là ông chưa lên rồi ngay cái lúc mà ông vừa nhậm chức đệ nhất chu niên là ông nói ta sẽ là người tiêu diệt xã hội chủ nghĩa, thì không có cái lý do gì mà những cái nước đàn em khác là có khả năng là dán để cái câu là kinh gửi xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không bao giờ. Quý vị đừng có thấy là tổng thống Donald Trump là ông qua Việt Nam ông cầm lá cờ máu, cái lá cờ máu là ông cầm ông dơ lên dơ xuống, thì quý vị nó nghĩ là ông Donald Trump ông chấp nhận cái xã hội chủ nghĩa Việt Nam à? No way. Chẳng lẽ lúc đó ông cúi xuống ông lụm cục đất hay là ông bẻ lá cây ông cầm đưa lên đưa xuống, có đúng không? Cho nên tôi nói rằng lá cờ đỏ nó vô cùng nguy hiểm, nó nguy hiểm đến độ mà ngày hôm nay ông mà phải chịu điêu đứng trong cái nhiệm kỳ thứ hai của ông, quý vị thấy cái sự mà nó nguy hiểm đến mức độ nào. Trọng Lưu còn xíu nữa chết cũng bởi là lá cờ đỏ đó. Ngô Gorbachev ngày xưa còn xíu bị bắn tại địa Trung Hải cũng bởi đứng ở dưới lá cờ đỏ đó. Mây vội vàng mà xé đi lá cờ đỏ sớm nó mới còn sống. Tổng thống mà cụ tổng thống Ronald Reagan cũng đi qua mặt tới kho đứng ở dưới lá cờ đỏ bú liềm về lại trở Mỹ, về lại bên Mỹ bị nó bắn ba phát nó ám sát mà không chết đó. Thấy chưa? Từ nay quý vị là lá cờ đỏ mũ sắc vàng là vô cùng xui, quý vị vẫn còn tiếp tục treo trước nhà quý vị. Tao nói gia đình quý vị xào xáo suốt, chồng quấn vợ, vợ quấn chồng, quấn không biết tại sao. Em ơi trời ơi, tại sao vợ chồng mình quấn nhau hồi như thế này chịu không nổi. Trời ơi, tại sao mình quấn con mình đến đỡ chết như thế này vậy? Trời ơi, khi mà hoàng hôn lại cái hỏi hai vợ chồng nhìn mặt nhau khóc. Nhưng mà khóc chưa hết, chưa ráo lẹ là bắt đầu là dùng chiêu thức trống sơn ra quấn tiếp, nó quấn bốn mùa lại thi luôn mà không biết tại sao quấn lâu. Bởi vì quý vị vẫn còn thờ con quỷ già, con quỷ dâm dục nó ở trong gia đình của quý vị, hoặc cộng thêm lá cờ đỏ, lá cờ máu mà, nó là lá cờ máu, máu gì quý vị biết không? Máu gì? Hỏi quý chị đàn bà quý vị cho biết cái máu cờ đỏ là máu gì, biết không? Cho nó xui lắm. Mấy anh công an ở trong nước mấy, trời ơi sao mà thời buổi này luật pháp gì mà kinh hoàng quá, không trị nổi được nguyên nhân gia đình kia, gia đình nọ, kể cả gia đình của mình cũng mà xà xáo quấn nhau hàng hà rầm luôn. Chồng mà đi ra đường mà bữa đó mà Anthony rồi cháy đầu le qua bên đó là bà vợ nhà là bắt đầu nổng máu lên rồi đó nha, cầm cái cây rồi đứng thủ sẵn như thế này ha, ổng về là dớt rồi dớt từ dưới lên. Cho nên là khi mà ông chồng đi ra đường là vợ ở nhà bất an, đúng không? Còn khi mà bà vợ mà bữa nào mà bà ăn mặc mà đẹp đẹp một chút mà bà ra đường mà bắt xịt dầu nước hoa là Chanel lên trên đó là ông chồng ở nhà muốn treo cổ luôn. Bởi vì là bất cứ cái ông nào mà hửi được cái nước hoa đó là phải nói tôi không có cái ý là quảng cáo đâu nha quý vị. Hửi cái nước hoa từ một người thiếu nữ phát ra, cho dù người thiếu nữ đó đang có chồng, là từ chết đến bị thương thôi. Trời ơi quý vị đi ngủ với cái quý vị ơi, quý vị vào diễn đàn của em quý vị đông quá là mình khóc, đúng không? Cho nên quý vị hoài quá đi. Đó, bữa nay Francis chia sẻ những cái khúc cuối tuần như vậy để cho quý vị nhìn thấy những thời gian kế tiếp. Free Francis này, quý vị hãy chuẩn bị mọi tư thế nha. Francis này gửi đến những cái thông tin kế tiếp và nhất định Francis này sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai, hả chưa? Bởi vì để xem thử coi quốc dân Việt Nam ở trong nước nghĩ gì. Yêu dấu bao ngày chúng mình xa nhau, son nhạt màu và buồn trong cả giấc thiên bao. Đừng buồn em ơi nếu hiểu được anh. Hello, cảm ơn Tiên Nguyên. Tiên Nguyên ơi là cái gì? Francis ơi là cái gì? Dạ yeah, bạn sớm bữa nay thì bà cũng mệt luôn. Ừ.
khi nào bỗng nhiên thấy có một người rất là đặc biệt tại Sài Gòn thì lúc đó là Francis về đó. À. Anh còn đi dần hơn anh em nhé. Mấy anh vô áp đảo tinh thần của em quá. Khi nào thấy tôi thì có tôi thôi. Trời ơi, chiến sự mà cháu biết trước như vậy là đâu còn là chiến sự nữa. Mấy anh vô đông quá tôi không nói nữa rồi. Vô ít ít đi, nói chuyện cho nó thoải mái. Mấy anh vô đông áp đảo tôi quá. Ngày đó cũng là ngày chuyện vui, ngày cưới đôi mình luôn. Chết trời ơi, biết bao nhiêu, tao nói tương lai là bến đổ mà. Quý vị đừng có xem thường cái tương lai của nước Việt Nam nha. Trời cao đất là nhiều đêm lắm mà. Đi qua thiếu bóng đàn bà. Đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hai hồng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. Người làm lính khó biết với câu ca tình đường hay tiếc ta. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi hay đến với tôi, bằng lời đến nằm miền xa trời quen đất là trượt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia sông đốt lửa đêm đêm tầm đèn thấy tiếng em. Thấy không? Thấy khi một chiến sĩ đã mà say men rồi là mơ tiếng nói của người yêu ở kinh đô, nghe tiếng AK tắc tắc đùm đùm thấy tiếng em. Trời ơi, nhạc Việt Nam đáo để. Đêm tầm đèn thấy tiếng. Nghe tiếng súng mà tưởng là tiếng người yêu là thật sự là chỉ có nước Việt Nam thôi, có đúng không? Thì cái anh chàng lính phải nói là trẻ đêm ra ngày quấn hung thù. Ờ, vui những đèn văn xích rồi. Nên kiềng à. 24 giờ thì người thương trong người thương. Chẳng nghe quán từng viên xoáy đưa nhà. Chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ. Và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ.
Trong đức lộ tiền sư các anh chúng tôi đâu có ớt đâu, mà tại các anh muốn nghe sự thật thì làm sao hả? Thank you.
nước chiều giặt chiều nước đi nhiều mà đời chẳng cho cháy nhiều. Lâu rồi mà đời còn tay chân tay mình nghèo người đi cách xa. Càng đi phong ba càng dư càng ú cho vui nỗi em sâu vui trăm phần trăm. Yeah, Linh Thích Bamba xin chúc quý vị một cuối tuần Chủ nhật bình an bên người thân yêu của mình. Kính chào. Hẹn ngày tái ngộ.